Hello, xin chào nhiều tư, chào mừng mọi người đến với vô Club Rất vui mừng khi chúng ta cùng nhau đồng hành thị trường ở trong giai đoạn rất là tốt, đẹp với thị trường sau khi thị trường tạo đáy 1025 điểm như đoạn đã dự đoán Đó, thì chúng ta đang có những cái vùng bán phía trên từ 1200 đến 1150 rất nhiều vùng chúng ta đã bán chút lời rồi và hôm nay chúng ta đang có những đường tiên Nhưng mà như anh chị đầu tư vẫn đang chút lời non hoặc là đang cầm tiền thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chúng ta có chế tàu hay không đó, nhưng mà Câu trả lời của bạn luôn là chúng ta không chở tàu nha Nếu trong giai đoạn này ở quanh cái mốc này thôi Thì chung vẫn chưa sự bức thoát Gọi là quá đồng độ cũng như là bỏ rơi nha Nhưng mà em thấy là những cái dấu hiệu mà bức, bức thoát và gọi là tăng bỏ rơi luôn Đang dần hiện hữu rồi cho nên chúng ta cần phải giải ngân lập tức ha Đó Hôm nay chúng ta đang đứng một con sóng rất là lớn Tháng 12 là chứ không nói riêng tháng 2014 đâu Đó nên này mới khởi động thôi nhưng mà tàu đã nóng rồi à, Những cái ga cuối cùng là bắt đầu đang rời rồi Chúng ta phải nhanh chóng lên tàu nha rồi hôm nay là những mã phiếu khác như là mình thấy tất luôn rất đẹp thì có những điểm mua như là khu công nghiệp này hay là nhóm bất sản đã, đã tăng rồi thì hôm nay có nhóm chứng khoán đang màu chay dòng tiền trở lại rồi như đã tăng chữ V luôn tiếp tục bật tăng Nên là thấy là dấu hiệu tích lũy vẫn chưa có và tiếp tục bật tăng thôi đó à, khi nào lên tới một đỉnh cũ luôn thì lúc đó cho anh cứ chịu hết nổi rồi mà làm có nhịp ngắn hàng nha à, trong quá trình lên thì nó có những nhịp đang xen thôi nhưng mà trong bối cảnh này khi mà dòng tiền đứng ở ngoài chờ trực rất là nhiều đó à, tin tốt tin xấu đang xen thì thị trường vẫn đang âm thầm đi lên ta tập trung lên tàu ngay lập tức ha đó các bạn nói rất nhiều lần rồi bạn ta mua từ đầu tháng 11 một rồi AGR rồi, thậm chí là đạt tăng lãi gần 30% mươi phần mọi người mua từ cái vùng ngày 1 tháng 11 luôn tăng uh, quá giờ tăng luôn là bây giờ không nhưng mà vẫn còn target nha không phải là riêng hôm nay nâng lên target liên tục nhưng mà vẫn còn target chúng ta vẫn chưa chút lời chút lời non ha ok đó là cái quan điểm xuyên suốt em đạt ở những hôm nay HTC cũng đã tăng rồi đúng không làm trong những mã phiếu mà mua sâu này rồi Ờ uh, hay là một phiếu khác như là trong cái nhóm mà bất uh, chứng khoán á. yếu là như là HCM hay là BSI cũng này đã bật tăng rồi đã rất là tốt mà bên cạnh những nhóm leader như là FTS hoặc là BSI đã vượt đỉnh nè và những bất động sản có BR thì Novaland đang tăng trần rất là tốt thanh khoản này gia tăng là trở lại rất là đột biến lên gần 1.000 tỷ con ghét cũng tăng lên thôi với thanh khoản 1.000 tỷ một phiên là rất là khủng khiếp mà dòng tiền lớn kích hoạt vào rất là nhiều mà thấy không khi mình ta thấy là chúng ta mua hàng về liên tục lãi như vậy chúng ta đang ở đầu tư một giai đoạn rất thuận lợi chúng ta không nên chân chừ thị trường rất là tốt anh chị không nên gọi à, là quá chân chừ cũng như là à, đứng ngoài quá nhiều ha chúng ta khi mà chúng ta chỉ hốt nổi chúng ta vô full margin hay là vay mượn luôn để mà gấp đôi gì đó lúc đó thì hy vọng là nhiều người nhớ mà chỉnh những bán hàng rất là khó chịu ha đó cái cuộc đời đầu tư nó cũng không đơn giản đâu người mình cần phải có những cái người dẫn dắt đủ tốt cũng như là đội ngũ đứng sau nè có người tư vấn thì người sẽ khách quan hơn nha nhưng trong bối cảnh này thì liên góc nhìn đẹp, đẹp thị trường vẫn trong giai đoạn rất là tốt chúng ta để đầu tư được và vĩ một thế giới cũng đang kết ủng hộ nè đó quanh năm thì vẫn một ngàn thôi không có gì là gọi là quá đắt hết mọi người ngoài ra rất nhiều cái game như là krs nè rồi game ngân hàng nha chúng ta ở thị trường rất là rẻ luôn một cái này đó hiện nay một số thông tin về bóng sản mà thấy là gì các ngân đầu cho bài trở lại nha và cái dự án như Novaland hay là DG đất xanh này nó đang dần dần tháo gỡ rồi và thị trường bất sản ngoài kia ngoài đời thực á đang dần dần sôi động lại trở lại ha và lãi suất đang rất thấp và ngân hàng phải giải ngân cái lượng tín dụng uh, cho ngay nền kinh tế ha đó. đó bất chấp và uh, cái sự kiện của ngành phát thì uh, này những cái doanh nghiệp đang ăn tốt thì nó vẫn ok thôi những hàng đang làm ăn tốt này và có nhu cầu thật đó nó phải thâu tóm mà đất, đất để đó không có làm dự án nha thì rất, rất nhiều công ty này thì đang làm dự án thật và có nhu cầu ở thực đó nhu cầu này đang rất cao và lại sức rẻ nữa trong bối cảnh dân số chúng ta đang rất trẻ thì ok nhưng công ty bất sản tiếp tục nó tăng trưởng thôi không gì là xấu hết Thì thống carrot thì cũng đang hỗ trợ rất nhiều nhóm chứng khoán này nha đang go live dự kiến là trong cuối tháng nay nếu mà chậm cũng là tháng 1 năm ở năm đầu năm hai quý một hai thôi đó chúng ta sẽ có đồ dành ngân hàng tháng 9 năm 2024 nha tức là sớm thôi nha trước hai nghìn hai mươi là hai là, là dự kiến là được ngân hàng chính thức đó rồi để góc nhìn uh, riêng xét ngày ngày hôm nay thì chúng ta thấy là gì hôm nay tiếp tục một phiên nút chân và trong phiên lắc rất là lớn đặc biệt là những mã phiếu HDC là nhiều rất nhiều room cũng như rất nhiều anh chị đang mất hàng ở HDC này nha đó trong phiên thì nó đang đủ bỏ khá nhiều và đặc biệt áp lực đến, bán lớn đến từ nhóm uh, nhóm trụ nhóm ngân hàng và nhóm uh, bán lẻ là bên hôm vít nè đó mà ghép g nè nhưng mà chung thị trường chung thì nhóm cáp vẫn đang tăng khi số toàn mạc mà tổng hợp thông tin cho mọi người rồi đây chỉ số của MACD đang hướng lên nha đó thanh khoản này đang cải thiện rồi một tỷ đô la ha đó thì hiện nay cái dòng cổ phiếu á có thể thị trường chung không tăng nhưng mà nhóm bất à, nhóm đang rất là mạnh như nhóm thép nhóm khu công nghiệp rồi nhóm à, bất động sản rồi nhóm chứng khoán á, đang dần dần thay phiên nhau kéo thị trường kéo thị trường chung à, đi lên ha đây một số hiếu chùa khác đang bị khối ngoại bán rồng này chứ hút một dòng tiền nè nó chỉ tập trung vào vốn hóa chúng ta đang ở cái vốn hóa vừa và nhỏ nhóm thép á đây nhóm thép này cũng đang à, cực trở lại này khả năng vượt đỉnh khá là cao mà. đó chúng ta tập trung chứng khoán bất sản dầu khí công nghiệp thép đó nói thì trước mọi người nhóm này rồi công nghiệp này đang có nhiều những tích cực em đã giới thiệu số cổ phiếu cho mọi người coi luôn ha đây chúng ta có SI nè hôm nay cũng phân tích cùng thanh khoản thấp này cũng được đó nó đang bước thoát cái vùng kháng cự ngắn hàng rồi khả năng nó sẽ lên được cái vùng đỉnh rồi, tất cả cổ phiếu này nó sẽ lên cái vùng đỉnh của nó vào tháng 9 luôn ha, đỉnh năm 2023 luôn. Rồi BND cũng tương tự nè. Đó, hôm nay phiên vào một tràng tiền quá tốt và thanh khoản liên tục gia tăng đây và giá biến động tương đối là tích cực ha. Rồi ngoài ra này nay có VCI cũng tăng bật tăng thanh khoản cũng tương đối là tốt này sau khi tăng tăng sâu nhưng mà tăng khá tốt ngày hôm qua phiên tách cung nè vượt qua một kháng cờ luôn chung hàng thì nay tiếp tục tăng tiếp theo bùng nổ tiếp theo ba chấm ba sáu phần trăm một cái khoản tương đối lớn ha đó vượt so với trung bình 20 phiên HCM cũng đang dần dần mồi tiền vào ha. Trước đây là một trong những mã phiếu đang khá là yếu cho với nhóm chứng khoán cũng đang dần dần tấp sau đi lên. Thì người không mua tốc đầu được thì mua tấp 2, tấp 3 ha. Khá là ok thôi. Đó. Rồi, nhóm bất sản thì nó quá mạnh luôn. HPC hôm nay tăng rồi còn ghét này, con Novaland nè, con đất xanh này. đất xanh này yếu hơn con DG này cũng tăng lên một tăng hết rồi, nó tăng đều chiều B luôn nha. Chưa thấy dừng lại khả năng nó tăng lên một đỉnh luôn. Nó mới đúng lắc ha. Rồi chúng ta có một số mã phiếu khác là nhóm công nghiệp nè công nghiệp chúng ta có IDC nè thì cô này, này rút chân lên khá tốt mà đó rồi uh, KBC này cũng ok ha tất cung này. đó này, này nó, đang bước thoát cái vùng đỉnh cũ ngắn hàng rồi nó sẽ lên được cái vùng định giá hợp lý của nó 40 nha đó, nhưng mà phiếu này anh chị nào chưa có nắm được thì có thể lấy vị thế trong giai đoạn này luôn chúng ta sẽ chấp nhận thu lỗ trong ngắn hàng khoảng 3 đến 400 mà chúng ta sẽ là ăn một giai đoạn khá là cao trong uh, nhịp chung dài hạn luôn đi em đẹp và chăm rung cũng đã cho mua rất nhiều từ cái cái vùng dưới thấp rồi đúng không? Từ cái vùng 1025 1050 điểm, thậm chí là ngày 27 tháng 11 chúng ta đã mua những cái phiếu này trước ha. Rồi nhóm dầu khí nguyên tử tự nè. Dầu khí chúng ta thấy hôm nay là có phiên hấp thụ lượng cùng khá tốt rút chân lên mà thanh khoản bán rất là thấp luôn, khá là tốt và đang dần dần nó vượt vượt bước thoát vùng đỉnh rồi. BC là một trong những mô mẫu hình tích lũy tảng lớn nè, đang neo vùng đỉnh này khả năng bước thoát khá là cao ha. Hôm nay thì thanh khoản nó cũng đang cũng càng cạn đi cũng chưa cạn lắm. mà phiếu này thì nói nhưng mà nó bức thoát thì nó khá là sự đủ bám thôi mọi người đó BSR cũng đời khá yếu và những nhóm đầu dẫn đầu nhờ là BBS đi ha BD chúng ta đã mua hôm nay phiên rút chân kéo nên căng phim phiên này khả năng nó sẽ tích lũy vài phiên thôi chờ và đây chiều mai hàng về của cây bùng nổ này có thể nó đã kéo lên luôn ha đó, chúng ta đã mua rất nhiều lần cái vùng 24 này rồi liên tục mua 23.8 này 24 liên tục ha là cái ngày ngày 31 tháng 10 tháng 10 đã mua rồi ha đó rất nhiều mã phiếu tốt còn chuyện nào chưa có ai đồng hành liên hệ ngay với em em sẽ thiết kế danh mục cho mọi người và chúng ta sẽ đầu tư trong giai đoạn khi sống này của thị trường chung đó rất là nhiều game cũng như thị trường chung đang trong bối cảnh mà sức đang rất là thấp luôn đó mọi người thấy covid không làm ăn được nhưng mà dòng tiền dòng tiền nó cung tiền lên khá là nhiều để hỗ trợ nền kinh tế thì dòng dòng tiền nó tuôn ra thì uh, tài sản lên thôi đó là chuyện đương nhiên là mọi người đó không cần phải ra làm ăn gì hết nha nó câu chuyện đương nhiên trong trong bối cảnh hiện nay thì kinh uh, tế đang dần dần hồi phục đúng không? tỷ một thế giới cũng như là tỷ giá nó khá ổn định không có gì rồi chúng ta chịu không lên nha ok chào mọi người hẹn mọi người trong những buổi siêu sống tiếp theo uh, nhìn thị trường tiếp theo của mạt tivi và nếu mà người đang bỏ lỡ mọi người hãy nhanh chân lên tàu chúng ta cũng không còn nhiều cơ hội đâu trong cái dịp này đúng không? Thôi, xin chào mọi người đó thông điệp đàn muốn nhắn gửi mọi người nha hẹn mọi người trong những buổi uh, nhìn thị trường tiếp theo của mạng tivi xin chào hẹn gặp lại